Kênh YouTube Bonsai Lan Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền Tổ quốc. Đến với clip hôm nay, anh Lợi giao lưu đa dạng mặt hàng phong phú vừa sưu tầm về với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi. Thôi xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên. Hôm nay thì em cũng có sưu tầm về một số món đồ cũng độc lạ để giao lưu cho bà con của mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì lời nói đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn bà con của mình đã ủng hộ em những cái thời gian vừa qua nha. Thì bên em chuyên là đồ gỗ, đồ đồng và đồ gốm nha bà con, các loại những mặt hàng nha. Đồ phong thủy nha bà con, sưu tầm mà bà con của mình là sỉ lẻ trên toàn quốc luôn nha. Thì hôm nay thì em cũng giới thiệu cho bà con của mình một số 1N. Thì đầu tiên nha bà con, là một cái cây lông sàn nha, rất là đẹp luôn. Cây lông sàn này rất là lớn nha bà con, rất là dày dặn và cứng cáp, gỗ là gỗ gõ nha. Đó, bà con mình xem giùm em nha. Thì cây lông sàn này thì em sưu tầm mà nó không có cái bậc, thì em sưu tầm của bà con của mình như thế nha. Còn bà con mình có nhu cầu có thêm cái bậc kể lên nữa thì liên hệ bên em, ở bên em sẽ tìm cho bà con của mình thêm nha. Đấy, ở trên đó là ba chữ Phúc Lộc Thọ nha bà con. Ở hoa văn được chạm chi tiết là tích trà trúc và mai, tượng trưng là cho thanh mai trúc mã nha. Và chim hoa đó tượng trưng như là mùa xuân về, rất là đẹp và vui vẻ gia đình nhà cửa luôn nha. Đấy bà con mình xem giùm em, tất cả đều đục chạm hở hết nha bà con. Đấy, đục hở hết nha. Đó bà con mình xem, cây này nói chung cũng từ 500-700 kg trở lên chứ không dưới đâu nha bà con, rất là nặng nha. Hàng này tất cả đều gáp bằng mỏng hết, khi đến nhà bà con của mình em cũng sẽ gã ra toàn bộ đó, và sẽ có thợ tận nhà gáp cho bà con của mình luôn đó, bà con mình yên tâm nha. Cây này thì nói chung là em đã vệ sinh lên toàn bộ rồi, về là chỉ có việc là xài sử dụng thôi. Bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Cây vừa rồi thì cũng có vị khách quý cũng đã ủng hộ bên em rồi nha. Đó, cây này em mới giờ sưu tầm về được một cây nữa thôi nha bà con. Đó, rất là đẹp nha. Đấy, cây này nếu mà em đo tổng cho bà con của mình luôn, nếu mà chiều cao nha, chiều cao thì nó cao là hơn cây vừa rồi luôn nha bà con. Đó, nó cao lên tới là 2m43 củ bì. Đó, tới cái nóc luôn nha, là 2m43. Đấy, những cái thành bên trong được khẩm ốc, bà con mà xem rất là đẹp. Còn cái chiều rộng nha, chiều rộng đo dưới đây, chiều rộng nếu mà em đo củ bì luôn là 178. Đó, 178 là phủ bì nha. Còn cái chiều dài ngang, đây chiều dài ngang phủ bì luôn là 220 nha bà con, 220 nha. Nếu mà em đo lọt lòng thế này, lọt lòng phủ bì như thế này là 172. Đó, bà con mình nằm giấc trưa rất là mát nha, không cần mở máy lạnh luôn. Đó, chân đế này thì em đo chiều dày của nó phủ bì khoảng 116 nha, là 16 nha bà con. Đó, đầu lăn đuôi cá rất là đẹp. Cái dèm này tổng luôn đó là khoảng 37. Còn chiều dày cái khung thành này là trên 4 phân, gần 5 phân luôn nha. Từ mặt đất trở lên, đó từ mặt đất trở lên là 55. Đấy, chất liệu là gỗ gõ nha. Thôi bà con mình xem, tất cả đều gấp bằng mỏng hết. Đó, đầu lăn đuôi cá nha. Những cái chân này đều liền khối rất là lớn. Ốc là khỏi chê vào đâu nha bà con. Đó, tích chim hoa nha. Đấy, những cái thạch là chim hoa. Và mà nay nha bà con. Đó bà con xem, chạm được hoa văn chi tiết rất là đẹp nha. Mặt phía sau lưng dắt thì không có khảm. Đó, khảm ba mặt toàn bộ hết nha, hoàn thiện hết. Đó bà con mình xem những cái gì mình rất là dày, rất là cứng cáp nha. Nếu bà con mình có nhu cầu thì kết bạn Zalo bên em sẽ hỗ trợ bà con mình thêm nha. Thì cũng như hoặc là bà con mình ở gần thì có thể đến trực tiếp chỗ của em là khu vực Thái Hòa, phường Thái An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Vì cái chỗ nó cũng hơi chật chội cho nên thì đồ cũng để nó không có được mà ngăn nắp luôn nha bà con. Thì bà con mình cũng thông cảm nha. Thì cái lông sàn này em giao lưu cho bà con của mình, em cũng bao ship toàn quốc nha, giá là 93 triệu nha. 93 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Về bà con của mình kiểm tra hàng và có thợ đến để mà lắp ráp cho bà con của mình luôn nha. Nếu bà con mình xem không rõ không kỹ thì liên hệ qua số điện thoại bên em 0772 8772 78. Bên em sẽ tư vấn đầy đủ và nhiệt tình hơn cho bà con của mình thêm nữa nha. Và mã số 2N em có về được một cái bộ bàn trúc rất là đẹp nha bà con. Đây, bộ này nói chung là em sưu tầm vừa chiêu lại của một cái nhà người ta đã qua sử dụng đó, nhưng mà hàng này là hàng chuẩn, hàng cũ nha, chuẩn xưa đó, cũng từ 30-40 năm trở lên, không dưới gì. Hàng này em biết không kém nha bà con. Thì cái cây này á, ngày xưa người ta nói là gỗ chắc đó, nhưng mà em nghĩ là gỗ cỏ, mà gỗ chắc nếu bà con mình may mắn thì được gỗ chắc thì rất là êm nha. Đó, nhưng mà cái này thì em nghĩ là có phần gỗ gõ, em nghĩ là gỗ gõ đi nha. Nếu bà con mình hên thì mình được gỗ chắc thì giá trị nó cao nữa. Đó, vì em chia lại của một cái ngôi nhà dân nha bà con.
chỗ này thì nói chung người ta cũng đã làm lại chuẩn bị Tết đến á, người ta toàn bộ người ta phủ sơn lên hết rồi đó bà con mình xem sủ toàn bộ hết trơn màu gỗ nha, hoàn toàn mới luôn, bà con mình về cứ kiểm tra hàng như hoàn toàn hàng mới luôn đó nha. Đó như người ta đã vệ sinh sạch sẽ là chuẩn bị Tết đến đó nha. Đó và người ta cũng đã chia lại cho em luôn, người ta thay lại bộ khác đó bà con mình xem giùm em. Hoa văn chạm đục là những cây tre tượng trưng là cho những cái chụp quân tử của người Việt Nam mình nha, rất là dày dặn và cứng cáp nha bà con. Bà con mình đây nha, em nha. Đó. Mình đánh giá được chất lượng sản phẩm. Bộ này thì gồm có 10 món nha bà con. Với chiều cao cái bàn này á, bàn lớn thì em đo nó khoảng 65. Và cái chiều rộng của bàn này thì em đo nó khoảng là 64 nha. Tổng cái chiều dài của bàn em đo phủ bì luôn đó là 124. Đây bà con mình xem nha. Những cái chân này chiều dày của nó có thể lên đến là 9 phân, 8 phân, 9 phân nha. Đó. Đây còn cái bàn ngắn bên đây. Bàn ngắn bên đây nha, em đo cho bà con của mình hình dung ra luôn. Chiều cao cái bàn ngắn là 65, chiều rộng cái bàn này là 52 nha, và cái chiều dài của cái bàn này là khoảng 63. Hai cái bàn này, một bàn ngắn, một bàn dài và hai cái đôn, tổng cộng có 6 cái ghế rất là lớn nha bà con. Đó, đây đôn đây bà con mình xem nha, hai cái đôn á, con mình xem người ta vệ sinh sạch sẽ toàn bộ hết luôn rồi nha. Đó. Chiều cao cái đôn này nó khoảng 40, đường kính mặt đôn vuông này là 36 nha. Đây cái bộ này nói chung là không chê vào đâu luôn nha bà con, rất là đẹp. Đó. Nếu bà con mình có nhu cầu thì kết bạn Zalo nha, bên em hỗ trợ bà con mình thêm. Những cái này cái diềm của nó rất là dày, nó cũng rất là nặng nha. Đó. Cái diềm này nó có thể lên tới là khoảng gần 2 phân. Nếu bà con mình có nhu cầu kết bạn em sẽ cũng căng cho bà con của mình nha, cho bà con mình dễ đánh giá được cái chất lượng sản phẩm. Ghế đây bà con mình xem giùm em, vệ sinh tứ diện toàn bộ hết luôn, nguyên bộ luôn nha. Ghế tới 6 ghế lớn rồi nha bà con. Chạm đục bà con mình xem đây, đục khở hết nha. Đục theo lối còn ngày xưa người ta đục đó nha. Đó, chạm đục khở hết, rất là dày. Chiều cao cái ghế này thì em đo nó khoảng là 108. Và cái chiều rộng của ghế này là nó tới là 56. Chiều rộng hai cái tay luôn nha, phủ bì là 64. Chiều ra của ghế phủ bì là khoảng 47 nha bà con. Từ quyệt mặt đất trở lên đó, là nó rơi tầm khoảng là 43 đi nha. Ngồi rất là rộng, nó rất thoải mái. Mỗi cái tay một bên như thế này là 7 phân. Đây em quay chậm cho bà con mình xem luôn. Ghế cũng rất là nặng nha bà con. Đó. Con mình xem giùm em. Rất là đẹp nha. Nếu bà con mình may mắn mà nguyên bộ này có chắc thì cũng rất thật là sự đẹp ra là nha. Bộ này theo em cảm nhận là nó sẽ pha giữa giờ gỗ chắc và gỗ gõ nha bà con. Như cái ghế này bà con nhìn kỹ đi ha, là nó là có gỗ chắc trong đây nha. Chiều dày này thì em đo là khoảng 3 phân rưỡi nha. Nếu bộ này bà con mình may mắn được nguyên bộ gỗ chắc thì giá trị nó cao hơn nữa nha bà con. Bà con nhìn kỹ cái vân gỗ ha, tuy là đã có phủ sơn nhưng mà bà con vẫn nhìn ra được một phần nào đó là gỗ chắc nha bà con. Bà con mình nghe âm thanh giùm em nha. Đấy, này em sưu tầm nhà dân cho nên thì có sao thì em báo cho bà con bệnh chị, cho bà con của mình an tâm luôn. Nhưng mà hàng này thì bà con của mình khỏi chơi rồi. Tại vì hàng này nói chung là hàng xưa nha, đựng xưa nha bà con. Đã được hoàn thiện rồi nha, làm bóc vẩy mới lại. Bộ này 10 món luôn nha. 6 ghế, 2 đô và 2 bàn. 10 món nha bà con, rất là dày và nặng nha. Ngồi rất là thoải mái và rộng rãi luôn nha bà con. Hàng thì bao bà con của mình yên tâm. Đấy. Bộ này thì có giá giao lưu cho bà con của mình là 92 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. 92 triệu đồng nha bà con. Bao ship toàn quốc. Và bà con của mình ở gần thì em sẽ giảm chi phí ship lại nha. Nếu bà con mình ở gần khu vực miền Tây có nên trực tiếp để mà xem luôn nha bà con. Yên tâm luôn nha. Mặt trước mặt sau rất là dày dặn và cứng cáp nha. Bà con mình xem nha. Bà con mình xem nha, rất là đẹp, dày dặn, cứng cáp. Mã tiếp theo số 3N này là một cái bức tranh thờ cổ quyền thất tổ nha bà con. Bốn cái góc người ta khẩm ốc đó là khẩm bốn cái linh vật là tứ linh, long lăng quy phụng nha. Chất liệu là gỗ gõ, bà con của mình thủ duyên. Bà con mình xem rất là dày và nặng. Cái bức này là từ 2-3 người trở lên khiêng mới nổi nha. Thì tất cả những bức này đều gắp bằng mộng hết nha. Có 3 bức tranh thôi nhưng mà người ta gắp bằng mộng lại hết toàn bộ. Ốc thì theo thời gian 5 tháng màu rất là đẹp nha bà con. Chiều cao em đo tổng luôn nó khoảng là chiều cao là 94 nha, 194. Tổng cái chiều cao nha. Bà con mình có thể hình dung, bà con mình về mình có thể để những vị trí thích hợp nha. Chiều ngang là 1m48. Rồi, những cái dèm này thì dày của nó từ 2 phân nha, 2 phân. Còn cái chiều dày khung tranh nó khoảng 3 phân rưỡi tới 4 phân nè. Bốn chữ này là cổ quyền thất tổ nha bà con, và hai câu đối hai bên nha. Con mình xem rất là đẹp, ốc là khỏi chơi vào đâu.
về kiểm tra hàng ốc đúng chất lượng sản phẩm các con mình nhận giùm em nha. Đấy, nó gấp mỏng hết nha. Bức này thì hôm nay em giao lưu bà con mình giá chỉ là 27 triệu đồng nha bà con. 27 triệu em bao ship toàn quốc nha. Vì bức này nó rất là lớn, khung này nó dày tới gần 4 phân lận. Đó bà con mình xem rất là to nha, bên ngoài rất là lớn, phải như những cái bộ nhỏ em giao lưu. Đó bà con mình xem rất là đẹp nha. Đó. Gỗ gõ nha bà con. Rồi mã số 4 N là một cặp đôm kiều, gỗ gõ mặt đá tàu nha, rất đẹp. Đây. Đôm thì có cái chiều cao này em đo là khoảng 72. Và đường kính mặt đôn này là khoảng 34 nha. Đó, đôn chạm tích là hoa mai rất là đẹp nha. Đấy, dáng rất là dày, gỗ ơi, khoan gỗ đi nha bà con. Đó. Và bà con mình kê đồ, trưng đồ những cái vật dụng của mình nha. Một cặp này giá là 5 triệu rưỡi nha bà con, 5 triệu 500 ngàn. Bao ship toàn quốc cho bà con của mình và bao kiểm tra hàng nha. Đó, nếu bà con mình có nhu cầu thì kết bạn Zalo nha. Bởi bên em hỗ trợ bà con của mình hoặc chụp màn hình lại gửi bên em nha. Để bên em tư vấn bà con mình thêm. Mã số 5 là một cặp đôn gỗ gõ vuông. Rồi, đôn này chiều cao em đo là khoảng 80 và đường kính mặt đôn này là khoảng 30 thôi. Đó. Cặp này làm tích nha, hàng này được vệ sinh toàn bộ hết rồi. Đó, chiều dày cái khung này khoảng 3 phân tới 3 phân rưỡi của cái chân của đó. Cặp này là có giá là 3 triệu rưỡi nha bà con, 3 triệu 500 ngàn nha. Đó, bà con mình về kiểm tra hàng thoải mái giùm em nha. Đấy, làm tích liền lạc thì bà con mình nhận giùm em. Đấy. 3 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc. Và mã số 6N là một tác phẩm pho tượng Phật Di Lặc nha bà con. Phật Di Lặc ngũ khúc. Đó, bà con mình xem miệng lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười nha. Thì pho tượng này chất liệu là gỗ hương. Gỗ hương nha bà con, pho tượng này nha. Nguyên liền nguyên khói, miệng lúc nào cũng ổng vui vẻ và tươi cười, mang đến những cái điều may mắn đến mọi nhà mình nha. Chiều cao này em đo là khoảng 49. Chiều ngang thế này là khoảng 19 nha. Đây, gỗ liền nguyên khói nha bà con, rất là đẹp nha. Đó. Từ trên xuống dưới liền nguyên khối gỗ hương. Đó. Pho tượng này em giao luôn giao duyên bà con của mình luôn, giá 1 triệu rưỡi thôi nha. Ở 1 triệu 500 ngàn bao ship rồi bao kiểm tra hàng. Và mã kế tiếp số 7 này là một cặp bình rớm Quảng Ninh. Đây em còn một cái vật về đôi thôi, rất là đẹp luôn nha bà con, hàng Quảng Ninh đời cũ nha. Đấy, bà con mình xem giùm em. Chiều cao cái bình này là khoảng 50 nha bà con, đường kính mặt là khoảng 15. Đó, hàng này nói chung là chuẩn hàng vẽ tay, hàng Quảng Ninh đời cũ nha. Đó, bà con mình xem. Đây, tích đây nha bà con. Đó, tích ông thọ nha. Đây, đây vẽ một cây tùng trôn đế một chữ A. Đó, những hàng này của đời cũng 20-30 năm nha. Đấy, nhưng mà em bao chuẩn á là hàng vẽ tay 100%, hàng gốm Quảng Ninh cho bà con của mình luôn. Không hề nứt mẻ tóc gió nha. Đôi này giá 2 triệu 9 nha bà con, 2 triệu 900 ngàn. Mã số 8N nha. Đó, ví dụ như bà con mình kết hợp với những cái đôn này về mình trưng bày lên nó rất là đẹp, nhưng những vật dụng của mình có cần thiết nha. 8N là một cặp bình gốm chu đậu nha bà con, tích ông cháu. Hàng này nói chung là lên men của nó lên cớm hết rồi. Chiều cao là khoảng 55, đường kính miệng 18 thôi. Quanh bụng này là 77 nha. Đây. Đó, bà con mình xem hàng chuẩn thủ công vẽ tay nha. Đó, con mình xem giùm em. Hoa văn đây nha. Trôn đế luôn, già chát luôn nha bà con. Cặp này nói chung già nha, nhưng mà đặc biệt là hàng không hề bể mẻ. Đó, chỉ có là theo thời gian cái màu nó thay đổi thôi. Cặp này giá cho bà con mình là 3 triệu 2, 3 triệu 200 ngàn. Đó, dài mang bao ship tận nhà bà con của mình luôn. Mã số 9N là cũng là một cặp bình gốm Quảng Ninh. Đây, tích này là nó tích này cũng là tích ông cháu nha bà con, ông cháu nha. Đấy, nó cũng tựa giống như cặp bình vừa rồi luôn á. Chiều cao này em đo là khoảng 50, đường kính miệng là 15, quanh bụng là khoảng 74 nha bà con. Hàng chuẩn khỏe tay nha, gốm Quảng Ninh. Đấy, bà con mà xem cây tùng đây nha, dễ rất là hồn và đẹp luôn. Trôn đế một chữ A. Đó. Cặp này thì giá cũng 2 triệu 9 nha bà con, 2 triệu 900 ngàn. Bao ship tặng nhà và cho bà con của mình và bao kiểm tra hàng giùm em. Về đến nhà kiểm tra hàng lành tích liền lạc, không hề bể vỡ được, bà con mình nhận giùm em nha. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại bên em, bên em tư vấn cho bà con của mình đầy đủ hơn nữa nha. Rồi, mã số tiếp theo là số 12, ở số 10 nha bà con. Đây là một cái đĩa gốm chu đậu cũ nha. Đường kính cái đĩa này thì nó khoảng 40 thôi, hơn 40 nha. Đó, tích này là Lý Ngư Vọng Nguyệt, hàng xưa chuẩn luôn nha, vẽ tay lên men gạn rồi nó nổ luôn cái màu cái men bên ngoài luôn rồi nè. Nổ lên màu tiêu quá nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em bên cớm á nha. Đó, hàng nói chung hàng theo thời gian nó phải như thế thôi. Đó. Cái đĩa này là em giao luôn 1 triệu tư nha, 1 triệu 400 ngàn. Bao ship và bao kiểm tra hàng. Mã tiếp theo là một tác phẩm này là một cái bình vôi gốm chu đậu nha. Đây là tích 5 con lăng nha bà con, ngũ lăng. Đó.
cái chiều cao này em đo là khoảng 32, vành bụng này là khoảng 65 nha. Nhưng mà hàng thì lầm tích, không hề bị lỗi lầm, không hề bị bể mẻ nha bà con, xem giùm em nha. Đó, bình voi này có giá là 1.200.000 cho bà con của mình thôi. Đó, 1.200.000 nha. Và mã số 12N là một cái bình voi con tôm gớm chu đậu. Đấy bà con mình xem cái bình này nhìn rất là duyên nha bà con. Cái màu của nó theo thời gian luôn rồi đó nha. Chiều cao là khoảng chừng 20 thôi. Vành bụng này là khoảng 49 thôi nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Già chát luôn, rất là già nha bà con. Cái này giá là 700.000 nha, 700.000 đồng. Đó, những mặt hàng thì một số món đồ thì em cũng thanh lý cho bà con của mình. Đó. Và mã số 13 là một cái đĩa chanh tích lý ngư vọng nguyệt nha bà con, cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay. Hai chú cá chép với anh Trần rất là đẹp. Đó, nhìn rất là hồn luôn nha. Đó. Gỗ là gỗ gõ nha, ốc này là vàng chanh theo thời gian nha bà con, chứ phải ốc bây giờ nha. Ốc này nói chung là cũng 20-30 năm nó mới lên được cái màu như thế này nha bà con. Cái miếng chanh này thì chiều cao khoảng 50, ngang là 60 nha, ngang là 60. Và dày của nó là khoảng 2 phân 2 phân rưỡi nha. Bức này có giá là 2 triệu đồng cho bà con của mình thôi, hàng sưu tầm thôi nha. Nói chung hàng này nó cũng hoài 30 năm chứ không dưới cho bà con. Đây bà con mình xem giùm em nha. Đó, lý ngư vọng nguyệt 2 triệu đồng, giá rất là hữu nghị luôn nha bà con. Và cuối clip bonsai Lê Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con của mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Thì trong lúc thời gian quay clip có điều chi sai sót các mong bà con của mình thông cảm nha. Có những vấn đề gì thắc mắc thì bà con mình liên hệ qua số điện thoại bên em 0772 8772 78, được bên em tư vấn kỹ càng hơn cho bà con của mình. Và em cũng xin mến chào, hẹn gặp lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha.